Sáng 8 tháng 6 năm 2021, theo thông tin từ Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật TP.HCM, thành phố ghi nhận thêm 15 trường hợp nhiễm COVID-19 mới. Cụ thể, 15 ca nhiễm mới là các bệnh nhân 8.986, bệnh nhân 9.014 đến 9.027. Trong 15 ca nhiễm mới này, có 10 ca liên quan đến nhóm truyền giáo Phục Hưng, 4 ca cư trú tại quận Phú Nhuận và quận Bình Tân là F1 của các bệnh nhân chưa rõ nguồn lây được Bộ Y tế công bố trước đây. Một trường hợp cư trú tại thành phố Thủ Đức được phát hiện qua khám sàng lọc tại bệnh viện. Đáng chú ý, trong 10 trường hợp liên quan đến nhóm truyền giáo Phục Hưng, có một trường hợp là lây nhiễm đến vòng thứ 5, tức là ban đầu bệnh nhân chỉ là F5, sau đó tuần tự nhảy thành F4, F3, F2, F1 và hiện nay đã là F0. 15 trường hợp mới được công bố sáng nay phân bố như sau: thành phố Thủ Đức 5 ca, Bình Tân 1 ca, Gò Vấp 4 ca, Nhà Bè 1 ca, Phú Nhuận 3 ca, Tân Phú 1 ca. Báo cáo tại cuộc họp giao ban, Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 vào chiều 7 tháng 6, Giám đốc Sở Y tế Nguyễn Tấn Bình cho biết về tình hình dịch bệnh COVID-19 tại TP.HCM đợt này, số lượng ca bệnh bị lây nhiễm nhiều và nhanh, trải rộng 21 trên 22 địa phương, có đợt cao điểm ghi nhận 70 ca bệnh một ngày. Tuy nhiên, theo Giám đốc Sở Y tế, nhờ các biện pháp phòng chống dịch quyết liệt, kịp thời của thành phố, sau 6 ngày áp dụng giãn cách xã hội, số ca bệnh phát hiện hàng ngày đang có dấu hiệu giảm dần, khoảng 20 đến 25 ca trong cộng đồng. Ngày 8 tháng 6 năm 2021, thông tin từ Bệnh viện Bệnh nhiệt đới TP.HCM cho biết, bệnh viện đã tiếp nhận bệnh nhân 8.944 là chiến sĩ công an phường Phú Trung, quận Tân Phú, do Bệnh viện Công an TP.HCM chuyển đến trong tình trạng suy hô hấp. Bệnh nhân 8.944 được chuyển vào khoa hồi sức tích cực và đang được điều trị hồi sức, thở máy xâm lấn, nhưng diễn tiến tổn thương phổi tiến triển, nên đến sáng 8 tháng 6 năm 2021 phải xem xét chỉ định đặt ECMO, tiêm phổi nhân tạo. Do tình hình bệnh nhân COVID-19 nặng nhiều và hiện Bệnh viện Bệnh nhiệt đới đang có 3 ca ECMO, 17 ca viêm phổi nặng cần thở máy, lọc máu, nên Sở Y tế và Bệnh viện Bệnh nhiệt đới đã hội chẩn với Bệnh viện Chợ Rẫy để nhận bệnh nhân 8.944 về làm ECMO kịp thời khi có chỉ định. Lực lượng bác sĩ hồi sức ở hai bệnh viện đang phối hợp để đảm bảo chuyển bệnh nhân an toàn nhất. Như báo Thanh Niên đã đưa tin, vào ngày 6 tháng 6, lực lượng chức năng phát hiện chiến sĩ công an phường này dương tính với COVID-19. Chiến sĩ công an này trực chốt bảo vệ bệnh viện quận Tân Phú trong 4 ngày, từ 28 đến 31 tháng 5 và trực một chốt ở khu dân cư. Ngày 1 tháng 6, chiến sĩ công an được lấy mẫu xét nghiệm. Đến ngày 6 tháng 6, có nghi ngờ, đi khám ở bệnh viện của công an TP.HCM và được xác định dương tính. Ngoài ra, vợ của bệnh nhân là bệnh nhân 8.945 và một nhân viên y tế, bệnh nhân 8.960, đã xác định mắc COVID-19. Cả 3 trường hợp này đã được Bộ Y tế công bố vào chiều ngày 7 tháng 6. Liên quan đến bệnh nhân 8.944, Trung tâm Y tế quận Tân Phú thực hiện phong tỏa tạm thời 48 hộ với 277 nhân khẩu để tổ chức điều tra truy vết các trường hợp tiếp xúc F1, F2. Cơ quan chức năng đã tiến hành phun khử khuẩn và truyền thông hướng dẫn cách thức phòng chống dịch bệnh cho các hộ dân trên, lấy mẫu cho 309 người dân trong khu phong tỏa. Bên cạnh đó, quận Tân Phú phân công nhân viên trực tại trạm y tế tiếp nhận các trường hợp từ khai báo y tế liên quan đến bệnh nhân 8.944. Về cơ quan chính quyền địa phương, nơi bệnh nhân 8.944 làm việc đã tạm ngưng các hoạt động hành chính trực tiếp và duy trì dịch vụ trực tuyến, tiếp nhận hồ sơ qua đường dây nóng, lực lượng chức năng đã truy vết lấy mẫu xét nghiệm các trường hợp có liên quan. Quận Tân Phú đang tiếp tục điều tra xác minh nguồn lây. Báo Thanh Niên sẽ tiếp tục cập nhật tình hình dịch bệnh COVID-19 trong các bản tin sau. Theo Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật TP.HCM, ngày 7 tháng 6, TP.HCM ghi nhận 4 trường hợp nhiễm COVID-19 cư trú tại hẻm 245 Nguyễn Trãi, phường Nguyễn Cư Trinh, quận 1. 4 bệnh nhân này nằm trong khu vực phong tỏa do có liên quan đến bệnh nhân 6.787 là hội viên nhóm truyền giáo Phục Hưng và đã được Bộ Y tế công bố vào sáng 7 tháng 6. Được biết, trước đó do phát hiện bệnh nhân 7.431 là F1 của bệnh nhân 5.787 cư trú tại hẻm 245 Nguyễn Trãi, nên từ ngày 31 tháng 5, các lực lượng chức năng đã phong tỏa hẻm này và lấy mẫu xét nghiệm cho cư dân ở khu vực này. Kết quả xét nghiệm lần 1 cho kết quả âm tính. Khu vực này thường được gọi là khu Mã Lạng. Lực lượng chức năng đánh giá khu vực này có lối đi nhỏ hẹp, các hộ gia đình trước đó qua lại nói chuyện, tiềm ẩn nguy cơ lây nhiễm cao, nên đã tiến hành lấy mẫu xét nghiệm tầm soát lần 2 cho các hộ dân liền kề nhà bệnh nhân 7.431 và phát hiện thêm 4 trường hợp nhiễm SARS-CoV-2 là bệnh nhân 8.788, 8.789, 8.790 và 8.791. Tất cả các trường hợp này đều sống chung trong một hộ gia đình.
Qua điều tra truy vết, đến ngày 7 tháng 6, lực lượng chức năng xác định được khoảng 39 trường hợp F1 của 4 bệnh nhân, tiến hành chuyển khu cách ly tập trung và đã lấy 243 mẫu xét nghiệm cho các trường hợp liên quan tại khu vực hẻm.